quý vị, chính phủ Úc tháng 1 2024 đặt kế hoạch mở rộng gấp đôi hạm đội hải quân như một phần của cuộc cải tổ lớn về năng lực tác chiến trên biển với mục tiêu nâng cao khả năng sát thương. Điều này phản ánh Canberra coi nguy cơ xung đột ở các vùng biển châu Á là hiện hữu. Sự trỗi dậy của Trung Quốc và quá trình xây dựng lực lượng hải quân liên tục làm cho đất nước tỷ dân có quy mô phương tiện chiến tranh dưới nước còn lớn hơn cả Hoa Kỳ và vươn lên đứng đầu thế giới. Điều này rõ ràng đã tác động không nhỏ tới nhận thức của Úc sau nhiều năm chưa chú tâm. Vậy chiến lược nâng cấp quốc phòng của Úc đang ở giai đoạn nào và đâu là động lực? Mời quý vị theo dõi chương trình Tâm điểm Thế giới ngay sau đây. Theo văn bản hợp tác với AUKUS, Úc sẽ nhận các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bên cạnh đó, họ cũng có kế hoạch mua thêm 6 tàu chiến mặt nước cỡ lớn. Tất cả sẽ tạo thành mạng lưới các tàu chiến bổ sung năng lực cho nhau. Điều này nằm trong chiến lược răn đe từ xa nhằm ngăn cản các hành vi hung hăng của đối thủ. Việc đại tu hạm đội hải quân bắt nguồn từ quá trình đánh giá chiến lược quốc phòng năm 2023 của chính phủ, trong đó đưa ra quan điểm rằng an ninh trên biển là khái niệm trọng tâm của an ninh quốc gia. Do vậy, hạm đội hiện tại của Hải quân Úc đã không còn phù hợp trong tình hình mới. Kết hợp với chiến lược chung của AUKUS, các nhà hoạch định quốc phòng Úc muốn ưu tiên bảo đảm an ninh cho những tuyến đường hàng hải quan trọng, tự do liên lạc trên biển, cũng như đóng góp vào trật tự hàng hải ở châu Á lẫn trên thế giới. Theo nhiều chuyên gia phân tích độc lập, chiến lược trên của Úc xuất phát từ quy trình minh bạch, không giống như quá trình gia nhập AUKUS trước kia, mà đến nay vẫn còn bí ẩn. Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng chính sách quốc phòng mới dường như chưa được định hướng một cách tổng quát và rõ ràng. Những nhà hoạch định chiến lược quốc phòng Úc có vẻ cũng nhận ra tình hình nên đề xuất cứ sau 2 năm lại rà soát và chỉnh sửa một lần. Chiến lược hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Văn bản chính thức sẽ được công bố vào cuối năm 2024. Một số tiếng nói cho rằng ý định ban đầu vẫn chưa cụ thể trong việc định nghĩa sự liên hệ giữa các mối đe dọa mà Úc đối mặt với kế hoạch mua sắm quốc phòng. An ninh hàng hải của nước Úc được coi là ưu tiên hàng đầu do bốn bề xung quanh là biển đảo, nhưng quá trình nâng cấp năng lực hải quân hàng chục năm qua diễn ra quá muộn. Các cột mốc giao tàu chiến tương lai được cho là quá lâu. Câu hỏi đặt ra trong thời gian chờ đợi có thiết bị mới, vấn đề xảy ra với an ninh hàng hải, nước Úc phải xử lý thế nào? Chính phủ Úc có vẻ cũng nhận ra điều này khi chỉ đạo mua lại các tàu khu trục cũ lớp Anzac. Trong thời gian chờ đợi sự xuất hiện của chiến hạm quan trọng nhất với sự răn đe trên biển là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Dự kiến các tàu trên sớm nhất cũng phải đến năm 2030 mới có thể gia nhập hạm đội. Đây là lý do ngày càng có nhiều ý kiến nghi ngờ về khả năng Úc có thể xây dựng được một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Không chỉ là vấn đề thời gian nhận hàng, còn là số lượng, chất lượng và năng lực điều hành hoạt động. Tiếp theo, Úc có lịch sử các lãnh đạo chính trị thường can thiệp vào quyết định mua sắm quốc phòng. Từ lâu, chính giới Úc tranh cãi về việc tự xây dựng một ngành công nghiệp đóng tàu hiện đại hay mua tàu chiến từ nước ngoài để nâng cấp hạm đội hải quân. Đó cũng là lý do dẫn đến sự chần chừ trong hàng chục năm qua. Ngay cả trong hợp tác với AUKUS, có những vấn đề cũng gây tranh cãi trong nội bộ Úc, khi nước này cam kết đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ vào ngành đóng tàu ở Hoa Kỳ, nơi dự kiến sẽ đóng các tàu ngầm cho Hải quân Úc. Tất cả điều này dẫn tới những tranh cãi về vấn đề tài chính. Chính phủ Úc thông báo đã phân bổ khoảng 8 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới để phát triển hạm đội tàu mặt nước, nhưng nhiều ý kiến cho rằng con số trên thực tế có thể lên đến 45 tỷ đô la Mỹ. Để đáp ứng ngân sách trên, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn và sự đồng lòng rất cao trong nội bộ. Cuối cùng là vấn đề nguồn nhân lực. Sau COVID-19, nước Úc thiếu hụt nhân công trầm trọng trong nhiều lĩnh vực, từ giúp việc, nông nghiệp, y tế, sửa ống nước đến nha khoa. Hiện tại, chính phủ chưa công bố kế hoạch làm sao để có lực lượng được trang bị kỹ năng và tay nghề cao nhằm vận hành các hệ thống liên quan đến tàu ngầm, đặc biệt là hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Có ý kiến cho rằng Úc và Mỹ cùng nói tiếng Anh nên các quân nhân Úc có thể dễ dàng được đưa sang Mỹ đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật. Thường quá trình này có thể tốn từ 3 đến 5 năm. Theo một số chuyên gia, trách nhiệm của Hải quân Úc rõ ràng là bảo vệ những vùng biển chiến lược của nước này, nhưng do mối quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ và sự gắn kết về vận mệnh giữa nhiều quốc gia, nên trách nhiệm phụ là đóng góp vào trật tự hàng hải trong khu vực lẫn trên thế giới. Sẽ có nhiều việc cần làm để đảm bảo cân bằng hai nhiệm vụ trên. Mới đây, Úc từ chối gửi tàu chiến đến Biển Đỏ để duy trì an ninh, chống lại những đợt tấn công của Houthi nhắm tới tàu thuyền qua lại trong khu vực. Điều này cho thấy giữa Hải quân Úc và Hải quân Mỹ vẫn còn một số khác biệt. Trong khi Hoa Kỳ muốn đối tác và đồng minh chia sẻ gánh nặng bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng, thì vẫn chưa rõ sự gắn kết giữa Hải quân Hoa Kỳ và Úc sẽ lớn đến mức nào nếu có căng thẳng hoặc xung đột phát sinh tại châu Á. Theo một số chuyên gia, sự mơ hồ về thứ tự ưu tiên có thể cũng ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển của Hải quân Úc. Kính thưa quý vị, Úc là một quần đảo, biển đóng vai trò sống còn trong mọi mặt của kinh tế xã hội. Đó là lý do nhiều ý kiến cho rằng việc nâng cấp hải quân là không thể trì hoãn lâu thêm nữa. Nhưng quá trình này, nếu nhìn một cách chi tiết hơn thì đang có thuận lợi và khó khăn gì? Để hiểu thêm về vấn đề, hôm nay chúng tôi có trao đổi với chuyên gia. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tạm rời xa chủ đề nước Mỹ và tạm rời xa chủ đề châu Âu và chúng ta đến với một vùng đất, với một quốc gia hết sức quen thuộc, đó là nước Úc, đó là Liên bang Úc. Thì chúng ta đã biết về địa lý của nước Úc như sau. Nước Úc nằm ở khu vực quần đảo Nam Thái Bình Dương. Quốc gia có một diện tích rất lớn là 7,6 triệu km vuông và đứng thứ 6 trên thế giới. Và nước Úc có dân số khoảng độ 24 triệu người, đa số là người dân gốc châu Âu. Và nước Úc có một nền kinh tế tương đối phát triển và là thành viên của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Và quy mô của nền kinh tế của nước Úc khoảng độ 1.000 tỷ đô la một năm. Thì một câu hỏi hết sức thú vị đặt ra là tại sao nước Úc trong hơn 70 năm qua lại không phát triển lực lượng hải quân xứng tầm với cái sự phát triển của nền kinh tế cũng như là vị thế của nước Úc trên thế giới. Và cái điều đó đã có sự thay đổi hay chưa trong những năm tháng gần đây? Thì trả lời cho câu hỏi này thì có rất nhiều chuyên gia, các nhà phân tích đã nghiên cứu và đã xem xét. Dưới góc độ nghiên cứu thì tôi cho rằng có một số lý do, một số nguyên nhân mà nước Úc đã duy trì một thời gian rất dài một lực lượng hải quân khiêm tốn. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì nước Úc đã có một sự thay đổi rất lớn và sự thay đổi đó thể hiện qua về chính trị, về đối ngoại và về quốc phòng và lực lượng hải quân đã được đầu tư và hiện đại hóa một cách mạnh mẽ. Thì quay trở lại câu hỏi tại sao trong một thời gian rất dài từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nước Úc lại không chú trọng đến phát triển hải quân? Thì chúng ta phải cho rằng muốn hiểu được vấn đề này thì chúng ta phải hiểu bối cảnh của nước Úc sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc và những yếu tố gì sẽ tác động với chính sách của nước Úc trong việc duy trì cái lực lượng hải quân một cách khiêm tốn như vậy. Thì chúng ta phải nghiên cứu, thứ nhất đó là môi trường an ninh của nước Úc, thứ hai là cái chi phí để duy trì một hạm đội hải quân lớn nếu nước Úc cần thiết, cái thứ ba thì chúng ta cũng phải hiểu rằng những yếu tố nào đã bảo đảm an ninh cho nước Úc trong hơn 70 năm qua. Và cái điều thứ tư là những yếu tố thay đổi gì về địa chính trị mà dẫn tới cái quyết định của nước Úc trong một thời gian rất dài duy trì một lực lượng hải quân một cách khiêm tốn như vậy. Thưa các bạn, về nội dung thứ nhất là chúng ta phải nói về cái môi trường an ninh của nước Úc sau chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Thì có một điều hết sức là may mắn thì vùng biển Nam Thái Bình Dương và nước Úc không phải là địa bàn tranh chấp địa chính trị quyết liệt nhất của hai khối xã hội chủ nghĩa và khối tư bản chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên Xô và Mỹ. Thì tất cả những tranh chấp, tất cả những cạnh tranh của hai khối đó đều thể hiện trên vùng đất châu Âu và chúng ta đều biết Liên Xô đã duy trì một lực lượng quân sự rất lớn ở các nước Đông Âu, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Đức. Tại Cộng hòa Dân chủ Đức đã có sự hiện diện một tập đoàn quân mạnh nhất của Liên Xô, đó là tập đoàn quân phía Tây với hơn 300.000 quân và tất cả các trang vũ khí hiện đại nhất thời điểm đó. Chính vì lẽ đó, nước Úc và khu vực Nam Thái Bình Dương không phải là địa bàn cạnh tranh và không phải xuất hiện một nguy cơ đe dọa an ninh trực tiếp từ Liên Xô đối với nước Úc. Và cái điều kiện thứ hai thì chúng ta phải hiểu, muốn duy trì một lực lượng hải quân lớn mạnh thì có đầy đủ các yếu tố, đó là tàu mặt nước, tàu ngầm và lực lượng không quân hải quân và các căn cứ để phục vụ cho sự hoạt động của hạm đội. Thì với một điều kiện quy mô dân số không nhiều, với một nền kinh tế cũng ở một mức độ tương đối ổn định thì nước Úc không thể duy trì một lực lượng hạm đội hải quân lớn mạnh như chúng ta có thể tính toán được. Và cái điều thứ ba chúng ta phải hiểu rằng là trong hơn 70 năm qua thì những yếu tố nào đã bảo đảm an ninh cho nước Úc dẫn để nước Úc không nhất thiết phải duy trì một lực lượng hải quân hùng mạnh. Thì chúng ta đã biết trong suốt một thời gian dài thì mối quan hệ an ninh quân sự giữa Úc và Mỹ rất gắn chặt và sau đó thì có thêm New Zealand và đã hình thành nên một một cái hiệp ước an ninh gọi là hiệp ước AUKUS để bảo vệ cái an ninh của ba quốc gia trong vùng biển Nam Thái Bình Dương. Thì cái điều đó đã bảo đảm cho an ninh nước Úc trong một thời gian rất dài kể từ khi cái hiệp định AUKUS được ra đời vào năm 1951.
Và cái điều thứ tư mà chúng ta cũng phải hiểu là cái bối cảnh địa chính trị cũng thay đổi và có lợi cho nước Úc. Thì hết thời giai đoạn chiến tranh lạnh thì đến giai đoạn hậu chiến tranh lạnh thì các nguy cơ về mối đe dọa an ninh đã được giảm rất nhiều trên toàn cầu và đặc biệt là khu vực châu Âu, và rất nhiều cường quốc, rất nhiều quốc gia đã giảm cái quy mô đầu tư vào lĩnh vực quân sự và quốc phòng, giảm chi tiêu vào quốc phòng, và do đó thì cái nguy cơ về an ninh đối với nước Úc cũng ở mức độ hết sức là thấp. Nước Úc chỉ có quan tâm đến vấn đề các tội phạm như xuyên biên giới, tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức, thì cái đấy là cái điều mà chúng ta cũng xác định rằng những căn cứ đó, những nguyên nhân đó dẫn tới nước Úc không nhất thiết phải duy trì một lực lượng hải quân lớn mạnh. Thì đây là một đặc điểm mà rất khác biệt. Thông thường ở các quốc gia khi liên quan đến sở hữu vùng biển đảo rộng lớn thì bao giờ cũng có một lực lượng hải quân hùng mạnh, như là Cộng hòa Indonesia ở bên cạnh hay là ở Cộng hòa Chile ở khu vực châu Mỹ Latin. Tuy nhiên với những cái đặc biệt như vậy thì nước Úc đã không nhất thiết phải duy trì một lực lượng hải quân hùng mạnh. Tuy nhiên những cái sự duy trì đó đã có một sự thay đổi trong những năm gần đây, và khi nước Úc đã có một cái sự chuyển và thay đổi rất lớn về chính trị, về đối ngoại, về quân sự. Về chính trị thì nước Úc đã tham gia cả vào rất nhiều trong các hoạt động của châu Á, và quân sự thì nước Úc đã có thiết lập những mối an ninh mới liên quan đến sự hợp tác về hải quân, về quân sự với nước Anh, với nước Mỹ, và dẫn tới sự ra đời của Liên minh AUKUS. Và thông qua cái liên minh này thì nước Úc đã có một sự thay đổi rất lớn về chiến lược trong phát triển lực lượng hải quân. Thì những lý do gì mà nước Úc đã thay đổi như vậy? Thì chúng ta đã biết yếu tố đầu tiên là cái sự lớn mạnh của Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Thì sự lớn mạnh đó không chỉ trong kinh tế và trong quân sự, và nước Trung Quốc đã có một cái sự can dự rất lớn với khu vực Nam Thái Bình Dương, và đặc biệt liên quan đến một số các quốc gia vùng đảo đã có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc, đặc biệt như quốc gia đảo Solomon đã có một cái hiệp ước an ninh với Trung Quốc. Mà cái điều thứ hai mà dẫn tới cái sự thay đổi của nước Úc đối với lĩnh vực hải quân đó là cái vấn đề nguy cơ khủng bố đã hiện diện trên rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Chúng ta cũng chưa bao giờ quên việc nước Mỹ đã bị khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, và cái điều đó đã dẫn tới mọi quốc gia đều cho rằng vẫn có thể là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, và nước Úc cũng như vậy. Và cái điều cuối cùng đó là nước Úc sẽ nhận thấy rằng là trong cái bối cảnh phức tạp của hiện nay thì cái gián đoạn chuỗi cung ứng, gián đoạn về hàng hải có thể xuất hiện, và cái điều đó sẽ khắc phục được nếu duy trì một lực lượng hải quân vững mạnh. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy cái sự chuyển hướng của nước Úc trong lĩnh vực hải quân. Chúng ta đã nhìn nhận cái sự hình thành của Liên minh AUKUS, và cái sự hình thành này thì có những nhóm quốc gia là tán thành ủng hộ và có những quốc gia là không ủng hộ. Thì chúng ta đã nhìn thấy truyền thông không phải chỉ có một số quốc gia gần với Úc và kể cả một số quốc gia ở xa xôi hơn, ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như Liên bang Nga cũng phê phán việc thành lập Liên minh AUKUS này. Thế còn về câu chuyện của Cộng hòa Indonesia với nước Úc thông qua cái việc mà hình thành nước Úc hình thành một cái hạm đội hải quân rất lớn, thì chúng ta phải hiểu rằng là mối quan hệ của hai quốc gia này cùng vùng biển, có vùng biển rộng lớn, thì cũng không không hề dễ dàng và cũng trải qua rất nhiều phức tạp. Thì chúng ta đã biết Indonesia cũng là một quốc gia có vùng biển đảo rộng lớn, và nước Úc thì cũng có một vùng biển đảo rộng lớn, và hai bên có một vùng tiếp giáp và rất nhiều tài nguyên, rất nhiều khoáng sản. Và cái việc hoạch định ranh giới trên biển giữa hai quốc gia cũng không phải đã đi đến những cái sự thống nhất cuối cùng,
và rất có thể sẽ hình thành những cái bất đồng, những cái xung khắc và thậm chí những cái xung đột trong tương lai. Do vậy, Indonesia không muốn nước Úc có một cái hạm đội hải quân lớn mạnh và đặc biệt là có sự xuất hiện của các tàu ngầm hạt nhân. Một cái nguyên nhân tiếp theo nữa thì chúng ta phải hiểu là trong mối quan hệ giữa Indonesia và nước Úc cũng có rất nhiều thăng trầm. Mặc dù thời điểm hiện nay thì hai nước đã có những xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, nhưng trong lịch sử thì cũng rất nhiều thời điểm mà quan hệ hai nước quốc gia có căng thẳng. Ví dụ vào năm 1999 thì nước Úc đã ủng hộ Đông Timor độc lập. Trước đó thì Đông Timor đã bị Indonesia sáp nhập vào Indonesia vào tỉnh thứ 27 vào năm 1976, hay là những vụ nghe lén điện thoại của Úc diễn ra trên lãnh thổ của Indonesia cũng gây ra những xung khắc, gây ra những cái phức tạp trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Đó là nguyên nhân bên trong. Còn nguyên nhân bên ngoài là gì? Thứ nhất là cái sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc ở vùng biển Nam Thái Bình Dương, với cái sự hiện đại hóa và tăng cường lực lượng hải quân của nước Úc rất dễ tạo ra một cái nguy cơ về chạy đua vũ trang tại khu vực biển Nam Thái Bình Dương. Thì cái điều này không có lợi cho hòa bình, không có lợi cho ổn định, và Indonesia cũng không muốn cái điều này. Và cái điều này thứ hai là chúng ta cũng phải hiểu đó là cái nguy cơ rò rỉ hạt nhân. Vì tàu ngầm hạt nhân thì nó là một cái kết cấu hết sức hiện đại, nhưng cái sự rủi ro, sự tai nạn vẫn có thể xảy ra. Thì chúng ta đã chứng kiến tai nạn về tàu ngầm hạt nhân xuất hiện ở Mỹ và xuất hiện ở Liên Xô trước kia và Liên bang Nga sau này, thì đấy cũng là một rủi ro rất lớn liên quan đến môi trường. Và cái điều này nếu nước Úc lần đầu tiên vận hành một cái hạm đội hải quân lớn như vậy thì không loại trừ vẫn có thể những cái tình huống rủi ro, và nếu xảy ra thì đấy là một cái thảm họa môi trường rất lớn ở vùng biển Nam Thái Bình Dương, và những nước có liên quan thì đó có thể gọi tên Indonesia. Do vậy, Indonesia cũng không hề muốn mà nước Úc có một lực lượng hải quân với một cái lực lượng hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn mạnh như vậy. Thì tóm lại thì những nguyên nhân bên trong quan hệ của hai nước, đó là vùng lãnh hải, vùng biển, giàu tài nguyên; hai là những quan hệ thăng trầm trong mấy chục năm vừa qua; và cái thứ ba là liên quan đến sự hiện diện của lực lượng hải quân Trung Quốc có thể tạo ra một cái sự chạy đua vũ trang; và cái thứ tư đó là những cái rủi ro trong quá trình vận hành, sử dụng và điều khiển cái tàu ngầm hạt nhân. Thì đấy là những cái lý do mà có thể người Indonesia đã không đồng thuận với việc nước Úc tăng cường hiện đại hóa lực lượng hải quân, đặc biệt là lực lượng tàu ngầm, thưa anh. Cũng hoàn toàn khác với quan điểm của Indonesia thì Singapore thì lại có một góc nhìn khác, và về cơ bản thì người ta có một sự đồng thuận trong cái vấn đề Úc hiện đại hóa lực lượng hải quân. Thì một cái điểm tương đồng rất lớn giữa Singapore và Úc đó là vấn đề đảm bảo an toàn các chuỗi cung ứng, vấn đề tự do hàng hải và vấn đề về đảm bảo các tuyến hàng hải và thương mại toàn cầu. Vì Singapore là một quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào biển và hoàn toàn phụ thuộc vào các tuyến hàng hải quan trọng. Do vậy, cái sự lớn mạnh và cái sự hiện đại hóa của Hải quân Úc thì cũng phù hợp với cái lợi ích của Singapore trong vấn đề đảm bảo an ninh an toàn các tuyến hàng hải, đảm bảo an ninh an toàn các chuỗi cung ứng. Thì trong trường hợp này thì Úc lại nhận được cái sự đồng thuận từ Singapore. Thưa các bạn, liên quan đến sự hợp tác sâu rộng của Úc với các quốc gia, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, thì chúng ta cũng đã thấy cái sự hợp tác rất là bền chặt, và sự hợp tác đó càng ngày càng phát triển theo thời gian. Thì năm 2018 thì ASEAN và Úc đã ký cái thỏa thuận nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, và ASEAN và Úc đã có mối quan hệ trong vòng hơn 50 năm qua.
thì đấy là những cái tài sản mà rất lớn mà quan hệ hai bên đã xây dựng. Nên còn những cái quan điểm và phát biểu gần đây nhất của Thủ tướng Úc nói rằng vận mệnh của nước Úc gắn với với ASEAN, hay phát biểu của đại sứ Úc tại Việt Nam nói rằng ASEAN là trọng tâm trong cái chính sách đối ngoại của Úc hướng về châu Á, thì cái điều đó cũng phản ánh là cái sự cần thiết của nước Úc trong cái mối quan hệ với ASEAN. Thì cái sự tầm quan trọng của ASEAN đối với nước Úc như thế nào thì chúng ta đã thể hiện được qua hai lĩnh vực. Thứ nhất là về chính trị, thứ hai là về kinh tế. Thì về chính trị thì chúng ta đã biết khi mối quan hệ nâng cấp lên mức đối tác chiến lược toàn diện thì chứng tỏ rằng cái sự cần thiết của hai bên với nhau rất lớn. Thứ hai là hai bên đã có cùng một cái tầm nhìn, cùng một cái cách đánh giá về các vấn đề về quốc tế cũng như khu vực và các vấn đề liên quan đến quan hệ của ASEAN với Úc, và thông qua những cái tuyên bố hết sức là rõ ràng của Thủ tướng Úc trong thời gian vừa qua. Về nội dung thứ hai đó là về kinh tế, thì thời điểm này với một cái quy mô hơn 3.000 tỷ đô la GDP thì ASEAN đã trở thành một đối tác thương mại lớn nhất Úc thời điểm hiện nay, vượt lên cả Trung Quốc, vượt lên cả Mỹ trong quan hệ mà kinh tế thương mại đầu tư với Úc. Thì đấy là những cái điều kiện mà chứng tỏ rằng là ASEAN rất quan trọng đối với nước Úc và hoàn toàn phù hợp với cái sự thay đổi trong chính sách đối ngoại, đối nội, đối ngoại cũng như về chính trị của Đức đối với trên thế giới, đặc biệt là đối với châu Á. Thế còn về quan hệ của Úc và ASEAN hợp tác về quốc phòng thì những lý do gì mà tạo ra sự cần thiết như vậy? Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu cái sự quan hệ hợp tác về quốc phòng đó làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ giữa Úc với các quốc gia ASEAN trong bối cảnh hiện nay. Thì cái việc đó là một cái điều mà phù hợp với cái sự thay đổi rất nhiều của thế giới trong những năm gần đây. Cái thứ hai là giữa Úc và ASEAN có cái lợi ích chung trong việc đảm bảo an ninh khu vực, liên quan đến an ninh hàng hải, liên quan đến an ninh mạng. Và cái điều thứ ba là chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái nhu cầu tăng cường cái năng lực quốc phòng của ASEAN trong cái giai đoạn hiện nay, thì những cái yếu tố đó đã giải thích cho cái sự cần thiết phải nâng cấp cái mối quan hệ quốc phòng giữa Úc và ASEAN, được nâng cao việc mối quan hệ giữa về quân sự, về quốc phòng, thì nó sẽ phản ánh vào những nội dung nào. Thì rất nhiều chuyên gia và nhà phân tích cũng đã nghiên cứu và đánh giá những ưu tiên trong cái mối quan hệ quốc phòng của Úc với ASEAN. Thì dưới góc nhìn phân tích thì tôi cho rằng có một số lĩnh vực chủ yếu mà thu hút sự quan tâm của hai bên. Thứ nhất đó là an ninh hàng hải, thứ hai là an ninh mạng, thứ ba là phòng chống khủng bố, và thứ tư đó là hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn hòa bình mà dưới lá cờ của Liên Hợp Quốc. Thì về nội dung thứ nhất liên quan đến an ninh hàng hải thì chúng ta đã biết Biển Đông và các vùng biển xung quanh khu vực ASEAN là cực kỳ quan trọng đối với cái tuyến đường vận vận chuyển hàng hải quốc tế, và cực kỳ quan trọng với rất nhiều cường quốc, trong đó có Nhật Bản, trong đó có Mỹ, trong đó có Úc và trong đó có cả Trung Quốc. Thì cái Biển Đông và có những cái nguy cơ liên quan đến cái sự an toàn và ổn định, thì việc này thì tạo ra sự tập trung và sự quan tâm rất lớn của Úc cũng như ASEAN. Thì trong vấn đề đảm bảo an ninh hàng hải thì chúng ta có thể thực hiện phòng chống cướp biển, phòng chống vi phạm pháp luật, và có thể tiến hành tuần tra chung cũng như đảm bảo những cái an toàn khác liên quan đến cái hoạt động tự do hàng hải cũng như là tự do thương mại của các quốc gia trên khu vực Biển Đông và các vùng biển xung quanh. Và cái nội dung hợp tác thứ hai mà chúng ta cũng phải hiểu đó là hợp tác về an ninh mạng. Thì an ninh mạng trong bối cảnh một thế giới hiện đại cũng chứa đựng rất nhiều cái rủi ro, và những hoạt động tấn công mạng, chiến tranh mạng hoàn toàn đều có thể xảy ra. Thì hai bên có thể sẽ trao đổi với nhau về những thông tin về dữ liệu về an ninh mạng, về những cơ sở bảo quản dữ liệu
bảo quản về về dữ liệu mạng và những cái yếu tố có thể gây nguy hại cho hệ thống mạng của từng quốc gia. Ngoài ra trong lĩnh vực này thì có thể hợp tác trong vấn đề về về trao đổi về kinh nghiệm phòng chống tấn công mạng cũng như là khả năng nâng cao cái trình độ chuyên môn của các chuyên gia trong lĩnh vực bảo đảm an ninh an toàn mạng của ASEAN và của Úc. Và nội dung thứ ba mà chúng ta có nghĩ rằng là có thể hợp tác được thì đối với Úc và đối với ASEAN, đó là cái nội dung mà chúng ta có thể nói là một cái chủ đề hết sức quan tâm hiện nay, đó là phòng chống khủng bố. Thì phòng chống khủng bố thì chúng ta đã biết kể cả mạnh như nước Mỹ cũng đã chịu rất nhiều thiệt hại liên quan đến khủng bố, thì các nước trong đó có Úc và ASEAN hoàn toàn có thể gặp phải những tình huống khủng bố, và cái nhu cầu hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này cũng hết sức là quan trọng. Thì nội dung cụ thể trong hợp tác trong nội dung này như thế nào? Thứ nhất là có thể chia sẻ thông tin tình báo, chia sẻ về những thông tin mà hai bên có thể nắm bắt được về những nguy cơ có thể xảy ra trong trong việc khủng bố tại nước Úc hay là ở các địa bàn ASEAN. Và nội dung tiếp theo nữa là có thể trao đổi những kinh nghiệm về phòng chống khủng bố. Và tiếp theo nữa đó là có thể huấn luyện đào tạo và có thể diễn tập những cái hoạt động phòng chống khủng bố tại ASEAN cũng như tại Úc. Thì cái đây là một cái chủ đề mà tôi cho rằng giành được sự quan tâm rất lớn của Úc và các quốc gia ASEAN. Và cái chủ đề cuối cùng mà hai bên có thể hợp tác được và hiện hiện nay đang triển khai rất tốt và mang lại những cái lợi ích cho cả hai bên, đó là hợp tác trong việc thực thi các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc thông qua. Thì chúng ta đã biết trong những năm vừa qua, các quốc gia của ASEAN đã cử rất nhiều các đơn vị tham gia gìn giữ hòa bình tại châu Phi, và cái điều này cũng đã mang lại cái lợi ích rất lớn và mang lại một cái hình ảnh rất tốt của ASEAN ra toàn thế giới. Và trong cái hoạt động này thì cái vai trò của Việt Nam cũng đã được đánh giá rất nổi bật, và cái sự đánh giá rất nổi bật của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã có một cái sự phối hợp rất lớn của từ phía Úc trong vấn đề hợp tác vận chuyển lực lượng, vận chuyển các phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động gìn giữ hòa bình. Thì trong hoạt động này thì hai bên có thể trao đổi với nhau về kinh nghiệm hoạt động gìn giữ hòa bình này, hay là phối hợp với nhau trong việc thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, và thứ ba là có thể tổ chức đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình của các quốc gia ASEAN với mục đích là có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà do Liên Hợp Quốc giao cho. Thì đấy, trên cơ sở cái sự nghiên cứu phân tích thì tôi cho rằng là bốn nội dung mà hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đó là an ninh hàng hải, đó là an ninh mạng, đó là phòng chống khủng bố, đó là cái sự phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thì tôi tin tưởng rằng với cái sự thay đổi rất lớn của nước Úc về đối ngoại, về chính trị, là sự hòa nhập sâu hơn đối với châu Á, và trong đó ASEAN là trọng tâm, thì đó là phản ánh một cái xu thế tất yếu của một nước Úc mà muốn có một cái sự can dự mạnh mẽ hơn trong vấn đề tham gia cùng với các nước ASEAN xây dựng một cái môi trường an ninh, hòa bình và ổn định khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì tôi cho rằng đó là một cái sự hợp tác cần thiết. Chương trình Tâm điểm Thế giới hôm nay đến đây cũng kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.